Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên khu vực biển cách Đông Nam cửa Bồ Đề, tỉnh Cà Mau, khoảng 150 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã bắt giữ tàu cá đang vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện kiểm tra tàu cá BT-99889TS. Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, trong đó 4 thuyền viên không có giấy tờ tùy thân. Theo lời khai của thuyền trưởng Huỳnh Văn Hội, tàu đang vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm và dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.